Xin chào tất cả các anh chị em nhé. Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh Nhật Anh Mobile, chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng điện thoại từ cũ đến mới anh em nhé. Hôm nay thì bên em về rất nhiều loại hàng mới, máy mới anh em nhé. Có cả iPad này, iPad E2 nhé, hàng zin chất giá cực kỳ tốt. Và có cả Redmi Note này, hàng mới 100%. Hôm nay có rất nhiều máy hay ho nhé. Anh em quan tâm những cái dòng máy này thì có thể đón xem chi tiết trong video nhé. Ok, thì cửa hàng em địa chỉ Hà Đông, Hà Nội nhé. Anh em ở gần có thể qua xem trực tiếp. Anh em xa bên em có gửi hàng nhé, ship code toàn quốc, có cọc trước, có kiểm hàng trước khi thanh toán nhé. Máy bán ra thì sẽ tặng kèm đầy đủ cho anh em sạc cáp cường lực ốp lưng nhé. Còn máy nào nó không có ốp lưng thì anh em vui lòng là mua ngoài cho em. Ok, anh em khách quen mua từ lần 2 trở đi bên em miễn phí ship cho anh em nhé. Đấy. Rồi, không làm mất thời gian của anh em thì em vào giới thiệu luôn nhé. Hôm nay thì em vào giới thiệu luôn mấy con máy mới trước nha anh em nhé. Máy mới hôm nay em có Redmi Note 10 GE này và Redmi Note 10T. Đấy, tất cả máy đều là bản Nhật nhé, mới 100%, nguyên hộp full book thôi, nhưng mà trong hộp thì nó cũng không có sạc cáp đâu anh em nhé. Nó tặng kèm theo cái ốp lưng này đây. Tặng kèm cái ốp lưng thôi anh em nhé. Đấy. Máy thì nói chung máy mới thì em không có gì quảng cáo nhiều rồi, thì chỉ nói sơ qua đây anh em nhé. Được cái là giá rất tốt nhé, con này chỉ có 2,3 triệu thôi, con này thì là 2,4 triệu. Đấy, giá cực kỳ tốt luôn anh em nhé. Máy mới, cấu hình thì là RAM 4GB bộ nhớ 64, RAM 4 bộ nhớ 64, màn là 6,5 inch này, pin là 5000. Đấy, dòng này thì pin anh em dùng cả ngày luôn, dùng ít phải 2 ngày. Đấy. Và con này thì pin là 5000 rồi, màn hình thì nó có 90Hz luôn anh em nhé. Đây em vào cho anh em xem này, tốc độ làm mới này, nó sẽ có tùy chọn là 60Hz và 90Hz. Đấy, anh em cần dùng nó mượt hơn thì anh em bật lên 90Hz này nhé. Ok cho anh em, máy có hơn 2 triệu mà có 90Hz, quá ổn luôn anh em. Lại còn là máy mới, nguyên hộp, quá ngon luôn anh em nhé. Mua cho con cái phụ huynh thì cũng rất là ổn luôn. 2,3 triệu nhé, cây này thì là 1 sim, 2,3 triệu một sim. Còn cái máy này thì là nó chỉ khác biệt là máy 2 sim thôi, thì nó sẽ giá 2,4 triệu nhé. Giá sẽ là 2,4 triệu, 2 sim thì con này sẽ là 1 sim vật lý và 1 e-sim nha anh em nhé. Đấy, nó chỉ khác nhau thế thôi, hình thức bên ngoài nó cũng khác nhau một chút thôi, chung là cũng không có gì khác biệt nhiều đâu, em nói sơ qua thế thôi. Ok chưa anh em, cấu hình lý như nhau, vẫn là RAM 4 bộ nhớ 64 anh em nhé. Thì anh em cần máy 1 sim hay 2 sim thì cứ nhắn cho em nhé. Ok chưa anh em. Đấy. Máy thì đề tất cả đều là bản Nhật này. Hàng em về từ trực tiếp trừ bên Nhật này anh em nhé. Đấy. Trực tiếp trừ bên Nhật luôn. Máy mới nguyên hộp. Đấy. Ok. 2,3 triệu, 2,4 triệu rồi anh em ạ, giá cực kỳ rẻ rồi. Điện thoại bây giờ giá rẻ quá anh em. Chỉ đắt hơn con đen trắng một chút thôi. Còn nên máy bàn phím mà anh mua những con máy chính hãng cũng phải giá lên 700-800 nghìn, có máy hơn triệu có. Tiếp theo em giới thiệu anh em này, Samsung Galaxy A05s. Máy cũng là máy mới 100% nhá. Hai con này thì là chính hãng, nguyên siêu chưa bóc. Đấy. Cũng RAM 4 bộ nhớ 128 nha anh em nhá. RAM 4 bộ nhớ 128. Cây này thì pin cũng là 5000, cực kỳ trâu. Em có một cây màu bạc, một cây màu xanh nhé. Giá hôm nay em để cho anh em 2,9 triệu nhé, 2,9 triệu thôi. Dòng này thì nó bảo hành 12 tháng chính hãng luôn anh em nhé. Bảo hành 12 tháng chính hãng, 2,9 triệu anh em nhé. Cực kỳ rẻ luôn, quá rẻ luôn rồi anh em ạ. Rồi, tiếp theo em giới thiệu anh em iPad nhé. Đây, iPad thì em về được 5 cây thì không, khách chốt một cây rồi. iPad tất cả đều là E2 này, 32GB, bản này là bản 4G Wi-Fi nhé. Đấy, nghĩa là dùng được cả SIM 4G, dùng được cả Wi-Fi. Máy chung là, nói chung là máy hình thức rất là đẹp, 99 anh em nhé. Pin zin, pin cực kỳ cao nha anh em nhé. Pin toàn có 98 này, con này pin 94 này, và có cả con pin 100 anh em nhé. Nói chung là dòng này thì pin anh em dùng cả ngày luôn. iPad thì pin cũng rất là trâu rồi. Đấy, 32GB E2 trở lên thì anh em dùng nó mượt nha anh em nhé. Anh em dùng cái dòng E đời đầu thì nó không được mượt lắm. Dùng dòng này thì rất là mượt nhé. Nó có cả vừa bấm được phím nhé, vừa thao tác vuốt này như là như các cái dòng iPhone đời cao luôn này. Đấy. Chụm tay này, đa nhiệm này. Đấy. Cực kỳ là mượt luôn. Nói chung iPad thì riêng máy tính bảng thì iPad nó vẫn là đẳng cấp anh em nhé. Đấy. Chụm tay cái là nên đa nhiệm luôn. Ok cho anh em. Giá sẽ là 3,1 triệu nhé. 3,1 triệu thì em sẽ tặng kèm cho anh em đầy đủ sạc cáp là cường lực bao da. Đấy, anh em mua về là chỉ việc dùng luôn thôi. Còn anh em không lấy bảo hành, không lấy phụ kiện em trừ luôn 300.000 nhé.
trừ luôn 300.000 thẳng vào giá máy luôn. Giá sẽ là 3.1 triệu anh em nhé. Có đủ 3 màu, đen, màu vàng và màu trắng. Trắng gọi là trắng xám bạc đấy, mặt lưng nó sẽ màu bạc. Ok chị anh em. Ok rồi. Tiếp theo em giới thiệu tiếp này. Con này là con 12 Pro Max. 12 Pro Max nhá, 256GB, máy em đang định bỏ ra dùng nhá, máy đang dùng thì nó hơi to, nói chung là hơi to thì em không quen lắm, bán lại luôn cho anh em nhé. 12 Pro Max 256GB, máy zin nguyên áp full chức năng nhé. Giá em để cho anh em chỉ có 9.600.000 nhé, 9.600.000. Con này thì tại sao rẻ đấy, tại vì nó là máy nóc anh em nhé. Con này là máy nóc, con này em bán cho anh em thì em sẽ tặng kèm cho anh em tặng kèm cho anh em sim ghép nhé, về anh em tự ghép. Pin có 89 này, chung con này thì cực kỳ là ngon. Anh em cần lưu trữ nhiều thì dùng con này nhé, 256GB dùng thoải mái luôn này. Đấy, 256GB. Ok cho anh em 9.600.000 nhé, 9.600.000 thôi, 12 vào Max 256GB. Ok. Rồi, tiếp theo em giới thiệu anh em con iPhone X này. iPhone X này là máy 64GB nhé. Đấy, máy 64GB. Để cho anh em cây này giá chỉ có 2.500.000 thôi, 2.500.000 anh em nhé, quá rẻ luôn. Máy thì tình trạng mất phây này, mất phây nhé, màn là màn GX, màn GX nhé, còn lại là full chức năng luôn. Còn lại full chức năng nhé, máy anh em dùng này vẫn cực kỳ là ngon. Nói chung là rất ok nhé, pin còn 90 này. Đấy, pin 90 luôn. Hình thức thì nói chung là hơi xước xác nha anh em nhé, hơi xước xác. Đấy, mặt lưng nó hơi dịa tí trên góc này. Ok cho anh em, 2.500.000 nhé. Giá thì rẻ hơn cả 7 Plus rồi. Tiếp theo này, 11 quốc tế 64GB. Con này full chức năng, zin nhé. Máy zin full chức năng, pin mới 100%. Đặc biệt cái là con này dùng được 2 sim vật lý nhé. Con này bản là bản CH, dùng 2 sim vật lý. Đây, email mặt trước, email mặt sau này. Thì em sẽ nắp được 2 sim vật lý, anh em hay phải đổi sim thì dùng con này hợp lý nhé, nó tiện hơn. Giá sẽ là hôm nay là 6.350.000 nhé, 6.350.000. 6.350 nhé anh em nhé, hình thức cái này tầm khoảng 98%. 98% anh em nhé. Ok. Tiếp theo này, XS Max quốc tế 64GB. Máy thì là zin full chức năng nhé. Con này full chức năng. Đấy, Face ID đầy đủ luôn. Có cái là màn thay nhá. Màn này là màn thay rồi. Giá 4.700.000 anh em nhá. Giá từ 4.700.000, có cả màu đen và màu vàng. Đen và vàng nhá, giá 4.700.000. Ok. Tiếp theo thì em giới thiệu anh em này, 7 Plus mới về anh em nhá. 7 Plus quốc tế 32GB. Toàn máy zin, máy đẹp nhá. Toàn máy zin, máy đẹp. Full chức năng. Đấy, máy zin nhá, vỏ zin. Chưa qua thay thế sửa chữa gì anh em nhé. Giá sẽ là 2.700.000, 2.800.000 tùy máy anh em nhé, 2.700.000, 2.800.000. Anh em cần một con máy chất 7 Plus thì dùng con này nhé, 2.700.000, 2.800.000 này, 32GB. Ok cho anh em, màu hồng rất là đẹp luôn. Đó, màu hồng, màu trắng và màu đen, 2.700.000, 2.800.000 anh em nhé. Rồi, tiếp theo lại có hai con thanh lý đây. Hai con này là máy 6 Plus 64GB. Con này là máy quốc tế đây. Quốc tế màn hơi chấm mực tí tí này. Đấy, màn mực cực kỳ nhỏ thôi. Em để cho anh em giá 1.100.000 nhá. Máy full chức năng, vân tay đầy đủ, pin mới 100%. Pin xịn nhá, pin EU luôn này anh em nhá. Pin này chỉ giá 300.000 quả pin rồi đấy. Giá 1.100.000 này. Còn cây này là máy nóc cũng là 64GB, 750.000. Máy nóc em để cho anh em 750.000 nhé. Anh em mua về tự ghép sim hoặc dùng wifi chơi game cũng được, dùng wifi cũng bình thường nha anh em nhé. Rồi, tiếp theo này, SE2 hay còn gọi là SE2020 anh em nhé. Máy quốc tế 64GB. Con này thì nó chạy chip chung với dòng 11 Pro Max nha anh em nhé, rất là mạnh. Máy nhỏ gọn nhưng rất là mạnh luôn nhé. Và dùng được 2 sim này, IMEI1, IMEI2, 2 sim. Giá cây này là 3.000.000 nhé. Cái này 3.000.000 này. Cái màu đỏ này ra 2.900.000 này. Đấy, màu đỏ ra 2.900.000 anh em nhé. Ok. Rồi, cuối cùng dòng iPhone là con SE 5SE này. Máy zin, máy chất 32GB quốc tế. Cái này là hình thức đẹp 99 kèm nhé. Chung là máy không có gì phải bàn cãi luôn rồi. Chân sạc còn mới tinh này. Giá 1.500.000 cái này nhé, 1.500.000. Ok. Rồi, tiếp theo này, Samsung A54 5G.
Cây này là hàng chính hãng nhé, còn bảo hành đến tháng 6 2024. Còn bảo hành đến tháng 6 2024 anh em nhé. Con này cấu hình rất là cao luôn, khá là ok nhé. Pin là 5000 này, RAM sẽ là 8GB, bộ nhớ trong 128 nhé. Đấy, RAM 8, bộ nhớ trong 128. Máy thì cầm vừa tay, nhỏ gọn. Con này máy mới hiện tại vẫn đang là 8 triệu mấy, 8 triệu rưỡi anh em nhé. Cái này thì em để cho anh em giá 5 triệu 200 nghìn, 5 triệu 200 nghìn anh em nhé, cực kỳ hợp lý luôn. Còn bảo hành chính hãng nha anh em nhé. Đây để vài anh em xem cho anh em xem này. Con này mà nó có 120Hz không? Đây, có nha anh em nhé. Đấy, màn hình có 120Hz, cực kỳ là ok. Bật cái tùy tương thích này lên thì sẽ lúc nào mà mình vuốt chạm thì nó sẽ nhảy sang chế độ 120Hz. Còn lúc nào anh em chỉ đọc báo thì nó giữ nguyên màn hình thì nó sẽ giảm tần số quét xuống nhé, thì nó tiết kiệm pin hơn. Máy thì hình thức còn rất đẹp nha anh em nhé, hình thức còn rất đẹp. 5 triệu 2 nhé, 5 triệu 2. Rồi cuối cùng con Oppo, tiếp theo con Oppo này A3, RAM 8, bộ nhớ trong 128 nhé. Cái này máy còn đẹp, pin 5000, máy rất đẹp nhé, giá 2 triệu 2, 2 triệu 2 anh em nhé. Tiếp theo là LG G7 này, G7 vẫn đang thanh lý giá 1 triệu 6 anh em nhé, 1 triệu 6, máy zin full chức năng, hình thức đẹp, RAM 4, bộ nhớ 64, con này chạy chip 845 nhé, màn hình là 6,1 inch 2K, pin 3000, vẫn đang thanh lý giá 1 triệu 6 anh em nhé, 1 triệu 600 nghìn. Rồi, cuối cùng thì anh em nào quan tâm liên hệ em qua số điện thoại để trên màn hình nhé, hoặc là nhắn qua Facebook, đường link em sẽ để dưới phần mô tả của video. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau. Chào tất cả anh em nhé.